Quang đây xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lần đầu tiên vào video này thì Quang đây cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 thì Quang Hồng Đen quay trở lại công an phường, nhưng mà không phải là để bảo lãnh đàn em, mà ngày hôm nay Quang Hồng Đen quay lại có mang theo bé chó. Thì ở đây có một bé chó là trước đó là chủ không tới chuộc, là do là chủ nghèo quá, chủ không có tiền chuộc, cho nên là hết thời hạn lưu giữ thì máy ấm mới nhận về về máy ấm. Thì ngày hôm nay là chủ đã lo được tiền rồi, cho nên quay lại công an phường muốn chuộc lại bé chó. Thì công an phường đã liên hệ lại với máy ấm, thì máy ấm đã hỗ trợ mang bé về lại phường để cho bé trở về với gia đình. Đó, cả nhà thấy không, cái việc này mình làm hết sức là có ý nghĩa. Thứ nhất là mình đưa cao cái vấn đề nhân đạo, không phải các bé không phải bị tiêu hủy, không phải chủ không phải chịu mất mát, mà các bé cũng không có bị giết hại. Đó, thì cái sự việc này xảy ra thì mình có thể khắc phục được đó bằng cách là chủ có thể tới nhận được lại bé. Chứ nếu mà là mình làm đúng luật, mình tiêu hủy thì giờ có đâu nữa mà chuộc, đúng không? Thì chủ sẽ lại là mang một cái sự hối tiếc vì là mình thương bé. Nhưng mà Quang Đen sorry cả nhà, tại vì Quang Đen đang quay á, mà có một cuộc gọi vô máy của Quang Đen á, cho nên cái video bị gián đoạn. Thì có một cái cuộc gọi vừa gọi Quang Đen là có nuôi hai bé chó, mà giờ chủ nhà không cho nuôi nữa, cho nên là cầu cứu máy ấm nhận về. Thì Quang Hồng Đen có nói là bây giờ bên trạm của con đông quá rồi, không có đủ gạo để nuôi cho các bé. Bây giờ tụi con số lượng là hơn 800 rồi. Thì chú đó có năn nỉ, thì Quang Hồng Đen nói thôi bây giờ chú cứ ép Zalo đi, chú để lại thông tin đi, có gì để con coi. Thì đó mọi người. Thì tiếp tục Quang Hồng Đen quay lại với bé chó này. Bé chó này thì chủ đang trên đường lên công an phường để mà chuộc bé lại. Đó, thì cả nhà mình thấy không, cái việc mà lãnh đạo phường cho các bé về máy ấm là một cái việc hết sức có ý nghĩa. Tại vì á, thứ nhất là mình mang tính chất nhân đạo, mình không giết hại các bé, không tiêu hủy các bé. Đó, cái thứ hai nữa thì như cái trường hợp này, đó sau 72 tiếng là coi như là ở đây là không giữ bé nữa. Thì nếu như tiêu hủy thì mọi chuyện nó đi xa rồi, không có thể nào mà cứu vãn lại được. Giống như bây giờ chủ có lo được 1,5 triệu cũng đâu còn bé đâu mà chuộc, đúng không? Đó, thì ngày hôm nay thì Quang Đen cũng rất là vui, giống như là những ngày qua mình dầm mưa dãi nắng mình tới đây mình nhận các bé đó, nhưng ngày hôm nay thì mình được cái thành quả là mình có thể tận tay trao bé lại cho gia đình. Thì đó là một cái niềm vui. Thì Quang Đen nghĩ là không chỉ Quang Đen mà tất cả lãnh đạo anh chị phường ở đây cũng vậy, và gia đình cũng vậy, cộng đồng yêu thương chó mèo cũng vậy luôn. Cho nên là Quang Hồng Đen mới quay lại cái video này để gửi tới cô chú anh chị. Thay vì những cái trường hợp mà các bé đi vào đường cùng, các bé bị đi vào lò mổ, các bé bị bạo hành, thì ngày hôm nay có một cái trường hợp một bé có thể về lại với gia đình. Đó, đây cũng là một cái niềm vui mà Quang Hồng Đen nghĩ là ai cũng mong đợi hết. Rồi, đó, cho nên là Quang Hồng Đen mới chia sẻ với cô chú anh chị. Đây là bé chó đó nè, để Quang Đen quay cho cô chú anh chị coi bé chó đó nha. Đó, trong cuộc sống thì mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai hết. Thì có đôi khi mình nghĩ là họ không muốn chuộc. Thì khi mà Quang Đen nhận bé này thì Quang Đen cũng nghĩ là chắc tại vì bé già rồi, bé xấu nên là 1,5 triệu để bỏ ra mà chủ không chuộc. Nhưng thực tế ra là họ khó khăn cô chú. Họ khó khăn, họ không có cái số tiền đó để đóng tiền phạt, chứ không phải là họ bỏ bé. Đó, cho nên là ngày hôm nay thì Quang Đen rất là vui mừng khi mà nhận được cái tin là chủ đã quay trở lại liên hệ với lãnh đạo phường để mà chuộc bé về. Đó, cho nên là mười mấy cây số Quang Đen không ngần ngại, Quang Đen cùng với anh Tài nè, đó là hỗ trợ đưa bé về lại lãnh đạo phường để cho lãnh đạo phường làm thủ tục cho bé được về với gia đình của mình. Đây, để Quang Đen quay kỹ lại chút xíu nha. Đây nè, đó, bé thì nói chung là nuôi chắc cũng cỡ 10 năm rồi. Thì lông thì cũng đã sơ sát rồi, mắt thì cũng đã mờ rồi, nhưng mà cái tánh hung dữ vẫn còn. Quay,
chút xíu về nhà nha con. Nè, nè, nè cô chú. Đó. Thì ban đầu thì mình nghĩ là bé như thế này là chủ không thương, nhưng mà qua ông Đen biết được thông tin đó là không phải không thương, mà là do bé đã có thể là 10 năm hoặc là hơn 10 năm rồi, cho nên là lông cũng không có mọc được nữa và mắt cũng đã mờ rồi. Nhưng mà ở nhà ai cũng thương hết. Rồi thì nãy giờ cái video này thì Hoa Hồng Đen cũng nói hết rồi, những cái lý do mà Hoa Hồng Đen quay trở lại đây mang theo bé, giao lại cho lãnh đạo phường. Thì Hoa Hồng Đen cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều, vì luôn theo dõi kênh cũng như là ủng hộ từng cái video của Hoa Hồng Đen, để Hoa Hồng Đen thứ nhất là có động lực, thứ hai nữa là có thêm ít thu nhập. Mỗi lần Hoa Hồng Đen lãnh thì Hoa Hồng Đen đều mua pate với lại hạt cho đàn em hết đó cô chú. Thì đó cũng là một cái phần mà hỗ trợ từ cô chú. Thì Hoa Hồng Đen mang ơn cô chú rất là nhiều. Hoa Hồng Đen xin chào cô chú và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Những cái tình tiết mà cười ra nước mắt hả con ha. Vui có buồn có. Này, đây là bé chó may mắn nha cô chú. Sắp sửa đoàn tụ với gia đình rồi. Rồi, một lần nữa trên video này thì Hoa Hồng Đen cũng cảm ơn lãnh đạo phường ở đây đã cùng với máy ấm làm những việc có ý nghĩa, giúp đỡ cho các bé. Rồi, cũng chúc mấy anh chị thật nhiều sức khỏe.